bánh nó mới đẹp ha. Con ráng làm cho được tay nghe. Dạ. Nó mới làm á, sao bác không điểm qua câu khác cho nó dễ hơn, chứ không này khó lắm. Bác muốn nó tự tay làm cái bánh, coi coi cái năng khiếu nó cỡ nào. Nghề nào cũng vậy hết á, con phải cần có cái năng khiếu, phải giỏi thì sau này mới quản lý được chứ con. À, hiểu rồi hiểu rồi. Có nghĩa là con sắp thất nghiệp rồi đúng không? Bác bây giờ bắt đầu hưởng phước rồi. Nếu mà thằng Nam cai nghiện rồi á, bây giờ nó còn phụ bác nữa. Không bao giờ. Nếu mà con không có bỏ bác á, bác còn cái lò bánh này á, thì bác không bao giờ bỏ con. Cảm ơn bác, bác làm con hồi hộp. Con không ngờ anh Nam lại cai nghiện được. Mày tiếc hả? Sao lúc trước mày không chịu nó? Dì cứ ghẹo con hoài, chị Dương hiểu lầm chết con luôn á. Không có gì đâu em. Thôi con cứ làm tiếp đi. Dạ. Để nội ra đó. Coi Nam ha. Dạ. Đây nè. Sổ này nè. Thôi rồi, rồi. Ba cái này dễ ẹc à. Sao? Con nắm hết chưa? Rồi, dễ tới một luôn nè, có chữ nè, sổ làm nè, sổ làm nè, sổ giao hàng nè, hóa đơn nè, đúng không? Có con phụ chú á, chú cũng đỡ lắm. Dạ. Bây giờ á, chú phải đi xuống hội chợ. Tối á thì khách đông hơn, nhưng bây giờ khách cũng là ra rồi đó. Dạ. Thôi, chú đi nghe. Dạ, chú đi, chú đi. À chú. Hả? Khoan. Gì? Chìa khóa tủ tiền đâu chú? Chú để ở nhà đi. Lỡ có chuyện thu chi đột xuất gì mình có mình xài chứ còn kiếm chú ở đâu ra. Ờ, đây nè con. Trời ơi. Một đống vậy luôn, biết cái chìa khóa đó là tủ tiền chú. Để chú chỉ cho. Đây là chìa khóa cửa sau. Cái này không quan trọng. Đây á, là chìa khóa cửa trước. Không cần biết, không cần biết. Còn đây là chìa khóa kho đông lạnh sầu riêng. Dạ. Và bảo quản bánh. Thôi mấy này kể đi. Còn đây là chìa khóa tủ tiền nè. Cái này là chìa khóa tủ tiền hả? Ừ. Ừ, cái này quan trọng nè. Tối nay á, có khi chú ở lại dưới hội chợ, con nhớ khóa cửa cẩn thận nha. Dạ, con biết rồi. Chìa khóa này quan trọng nè. Sao rồi Nam? Dạ, mấy cái chuyện này dễ ẹt, chú chỉ con hết rồi. Vậy hả? Dạ, cậu Nam nắm bắt nhanh lắm đó bác. Chắc con sắp về hưu rồi. Cái gì mà về hưu? Cái lò này á vẫn cần con mà. Bác dự định á mở thêm một cái lò chi nhánh nữa. Con xuống dưới đó mà coi. Dạ, nếu được vậy thì còn gì bằng bác. Thôi bây giờ cháu xin phép đi xuống dưới hội chợ. Dạ. À, chú đi nghe Nam. Dạ, cẩn chào thận chú nghe. Dạ. Nội. Cái gì? Sao nội không đi luôn đi? Về đi, con thấy nội mệt rồi đó. Biết rồi, thì nội cũng về nội nghỉ. Nhưng mà nội nói với con vậy nè. Chú Tiến với chú Năm đi theo bà nội mấy chục năm nay rồi, đã góp nhiều công sức cho cái lò bánh này nè. Sau này á, bà nội mà có chết á, con á phải đối xử tốt với mấy chú nghe chưa? Rồi, con biết rồi mà. Nội về đi. Nội mệt rồi đó, đi. Ừ, nội về nghe không? Dạ, nội về đi. Tủ tiền. Dạ mẹ. Ở đâu vậy? Con chào qua bên nhà mẹ được không? Gì vậy? Nội. Gì? Con buồn ngủ quá. Hôm nay là sinh con đi ngủ nha. Phim đang hay, không coi thì đi ngủ. Em không có thích coi ba cái thể loại tình cảm ướt át này. Sao con cứ đi ngủ sớm hoài vậy? Ừ, giống gà vậy. Thì tại con mệt. Con nghĩ là chắc khoảng thời gian dài lắm con mới lấy lại sức được á. Ờ, thôi đi ngủ đi con. Ừ. Con đi ngủ nha. Đi, để cho ta coi. Lộn xộn hả? Ê, cái gì vậy? Trời đất trời ơi. Người ta nói được ăn mà. Ngu dễ sợ. Có độc ở trong đó mà ăn. Con này thiệt tình. Tức ghê vậy. Mày giờ phải thôi, la tao hết hồn hết vía hả? Mày la rồi nó có ngừng được không? Trời đất ơi, mày để cho tao coi với coi. Dạ dạ. Tức quá mà. Hết hồn hết vía à. Phim người ta đang hay tự nhiên đen. Ai đây? Anh Tiến nội ơi. Ủa, không biết gọi cái gì nữa, để con nghe coi. Alo anh Tiến hả? Dạ. Gì? Vụ ngộ độc á đã được lên báo tỉnh.
Và con cũng có nói là sẽ bồi thường tiền thuốc men cho những người bị ngộ độc. Rõ ràng là bánh mới ra lò thì đóng gói đem đi liền. Sao lại có chuyện khách ăn bị nôn mửa là sao? Tụi con mở bánh hết ra cho nội đi. Dạ, dạ. Được coi. Bánh hôi dầu, rõ ràng là bánh cũ mà. Ôi trời ơi, nó lên móc luôn nè nội ơi. Bánh này đâu phải bánh của lò mình. Nhìn bên ngoài thì y chang, nhưng mà bánh con làm mấy chục năm, nhìn là con nhận ra liền. Đúng rồi, bánh này không phải là bánh của lò mình. Dạ. Nhưng mà cái bao bì là của lò mình nè. Vậy là chắc có người chơi trò cháo hàng rồi. Ê, cái bánh này y hệt như cái bánh của lò nhà ông Sáu Dạo mà em đã từng ăn đó. Cái nhừng của nó cũng na ná như của mình, nhưng mà nó cứng hơn. Nè, nội coi đi. Giá mỏng lắm đó. Ông chơi xấu lò mình. Nếu đúng là vậy thì mình qua bển bắt ông đi. Bánh bía gia truyền ăn vô phải truyền nước biển. Ông Sáu, tại sao ông hại lò bánh nhà tôi? Tại sao? Ủa, bển bên đây rảnh lắm sao kéo qua đây cả bầy cả lũ làm gì vậy? Chú Sáu, tại sao ông hãm hại lò bánh nhà tôi? Gì? Ai hãm hại gì mấy người hả? Tối hôm qua ở dưới hội chợ á, người ta bánh bí của lò tôi bị ngộ độc đó. Đúng rồi đó. Bây giờ cả làng cả xã này ai người ta cũng biết hết rồi. Báo đài người ta đưa tin rần rần kìa. Ủa mà ba vụ này đâu liên quan gì tới tao đâu, kéo qua đây dữ. Không liên quan hả? Chơi hèn dám hãm hại lò bánh nhà tôi hả? Cái bà mập kia dám chọi tôi hả? Tôi chọi bánh là mai rồi đó. Tôi lấy trứng hộp vịt thuốc tôi chọi vô mặt ông nữa kìa. Ngon. Tôi thách bà đó. Dám hại lò bánh nhà tôi hả? Mấy người đủ rồi nghe, vừa phải đó nghe. Tôi làm gì? Tôi làm gì mà mấy người kéo qua đây xỉa xói tôi là sao hả? Chú coi cái bánh có phải là cái bánh của nhà chú không? Tí tí tí, giống cái bánh của nhà mình lắm luôn á. Đó, đó, thấy không? Thấy chưa? Đúng rồi đó, đúng rồi. Ừ, bánh nhà tôi đó. Rồi sao, rồi sao? Thấy không, thấy không? Nhận rồi thấy không? Chú Sáu, cái bánh đó nằm trong số bánh mà khách ăn hồi tối hôm qua bị ngộ độc đó. Ủa gì kỳ vậy? Bánh khách ăn bị ngộ độc là bánh nhà anh mà, liên quan gì tới nhà em chứ? Nói ngắn gọn á là không biết ổng làm bằng cách nào. Ổng lấy cái bánh quá đát đổi móc, xong rồi ổng bỏ vô bao bì nhãn mát nhà của tôi. Ê, nói cho mấy người biết nha, mấy người đừng có ngậm máu phun người nha. Bằng chứng đâu? Bằng chứng đâu mà mấy người dám nói tôi làm hả? Ừ, cái bánh là bằng chứng kìa. Bánh nhà tôi người khác ta mua ta làm cũng được gì? Mắc gì mà phải thấy tôi làm? Bộ người ta rảnh lắm hả? Trong cái chuyện này ai là người có lợi bằng ông? Mấy người đừng có hùa với nhau mà đổ tội cho tôi nghe. Tôi không có làm. Bây giờ không nói nhiều với ông nữa. Nói nhiều với ông mỏi miệng lắm. Bắt ông lên công an đi. Làm gì bắt tôi? Tí tí tí, tí có làm không thì tí nhận tội đi, để người ta khoan hồng nha. Trời đất ơi, cái con này. Tí mày là quân tử, không có làm cái chuyện đó. Ủa mà nội ơi, hình như ai tới tiệm mình kìa. À, chắc là người của cục vệ sinh an toàn thực phẩm đó. Nội ơi giống của nhà mình lắm luôn á. Tới con mà cũng nghi tiếng hả? Biết đâu ai đó người ta mua người ta. Đúng rồi. Dạ sao tía? Tía nhớ từng trước có một thằng tới đây mua một đống bánh gần hết hàng. Vô lấy cuốn sổ giùm tía đi. Dạ dạ dạ. Chắc nó cho mày mua số lượng bánh lớn, còn mờ ám nữa. Nội ơi,
nội. Nội, nội thấy trong người sao rồi? Có cần con đưa nội đi bệnh viện không? Ừ. Không cần đâu con. Mấy đứa ra ngoài đi, nội nghỉ một chút. Dạ, có gì nội kêu con nha. Nội nghỉ nha nội. Cũng may là bị phạt hành chính. Nếu đóng cửa hả, chắc nội đứt bóng luôn á. Trời ơi chị. Bà đi luôn chứ. Đứng ngay đây mà ăn nói tầm bậy tầm bạ. Có, nội sống dài lắm, nội sống cả trăm tuổi lận, không có chết. Nhưng mà tao tức cái cha công an ghê vậy đó. Tự nhiên thả cha Sáu vào hả? Chú Sáu nói là có người khác tới mua bánh của lò chú đó mà. Em hơi đâu tin lời cha Sáu vào. Cha bịa ra để cha thoát tội thôi. Làm sao có thể tráo được số bánh chứ? Chú Tiến nói là chính chú vận chuyển từ lò xuống hội chợ mà. Thì biết đâu người ta cháo ngay tại hội chợ thì sao? Ừ. Chị hai, hơi làm gì mà thấy chị làm việc chăm chỉ vậy? Chị làm ở phòng nhân sự mà, nhiều việc lắm, đâu có thời gian linh động như bên bộ phận kinh doanh giống như em đâu. Lúc này em sao rồi? Chị hai nè, qua đây ngồi đi. Ngồi xuống. Em đâu thua kém gì anh hai. Tất nhiên là không có vấn đề gì rồi. Tối nay chị có muốn đi chơi với em không? Em không sợ anh Bảo sao? Anh hai đi công tác, ngày mai mới về. Có gì đâu mà sợ. Mình đi chơi nha. Em làm gì vậy Vinh? Nè, em làm cái gì vậy? Chuyện gì vậy anh Bách? Em chỉ đang nói chuyện với là chị hai thôi mà. Dạ, nó rủ em đi chơi thôi, không có gì đâu anh. Nè, Nguyệt đang mang thai, không có tiện đi chơi với em đâu. Em đừng rủ rê Nguyệt nữa. Ô la la. Chị hai có thai sao? Nhanh thiệt ha. Không biết là do anh hai em khỏe hay là do ông hàng xóm nào đấy. Em nói cái gì vậy? Nè, ăn nói đàng hoàng được không? Trời, anh Bách, anh làm em hết hồn đó. Cứ tưởng là anh hai đang lên tiếng không mà. Giỡn thôi mà. Anh không nghe người ta nói sao? Con ai á, chỉ có người mẹ mới biết thôi. Em có việc rồi, đi nha, bye bye. Em đi làm. Em Nè. Thôi anh, bỏ qua đi anh. Nè, mai mốt nó còn làm phiền em nữa, cứ việc nói với anh sẽ nói chuyện với nó. Dạ. Anh đi trước. Bà qua bên tôi làm đi, qua bển tôi đối xử tốt cho, tôi sẽ trả tiền gấp đôi, cho ngày ăn ba cử nữa, một năm tôi cho thêm 2 tháng có lương suy nghĩ lại rồi đi. Qua bển á hả? Dạ. Tôi bao ăn bao ở, chị đâu có tốn cái chi phí gì đâu. Chú Tiến, có chuyện gì vậy? Nam à, mọi người đều bỏ qua lò bánh Nguyệt Nhiên làm. Trời ơi, cái lò mình mới gặp sự cố chút xíu mà mọi người đều bỏ đi hết là sao? Ở bên kia trả lương cao hơn bên lò này. Bà ham tiền quá. Với lại những mối quen bây giờ đều đồng loạt gửi đơn đặt hàng hết rồi. Chú Tiến, người ta không muốn lấy hàng của mình nữa hả chú? Hiện tại tất cả các mối lái bây giờ họ hủy hết rồi, không lấy hàng của mình nữa. Bây giờ họ chuyển qua lấy lò bánh khác. Chuyện bánh của lò mình ăn bị ngộ độc lan truyền khắp nơi, người ta sợ không dám tới đây mua nữa. Làm gì mà có tiền trả tiền cho tụi tôi? Tôi còn phải lo cho gia đình, cho con cái nữa chứ. Nghe chưa? Mọi người á suy nghĩ vậy là đúng đó. Cứ qua lò bánh tôi mà làm. Tôi nghe nói á, bà Mỹ Anh đổ bệnh rồi, bà già như vậy á, chắc không có qua khỏi đâu. Giao lại cho cái người mà tiền sử hút chích như vậy á, không biết có giữ nổi không nữa. Mà nói gì? Mày muốn gì? Mày muốn sao hả? Bà muốn sao? Nam à, bình tĩnh đi cô. Mọi người mau qua lò của tôi làm đi. Tôi đang cần mướn nhân công đó. Không qua đó nha là tôi không cần nữa. Đủ rồi là tôi không cần nữa đâu.
Tôi qua nữa. Tôi qua. Chị Thắm. Anh Năm. Chị cũng bỏ đi nữa hả? Tôi còn nuôi mấy đứa con nữa, còn gia đình nữa anh. Còn anh Năm, anh Năm có đi không? Anh là thợ chính á, tôi trả gấp đôi bên này. Chú Năm, chú sao? Chú xin lỗi. Thấy chưa? Đến chú mà chú cũng muốn bỏ đi nữa hả? Vậy mới phải đó chứ. Chú xin lỗi là không khuyên được mấy người này ở lại. Còn chú á, chỉ ra đi khi nào lò này đóng cửa chú mới đi. Hay quá, chú vậy mới phải á. Cảm ơn chú. Nghe chưa? Anh á, anh dại quá à. Bây giờ á, tôi tăng cho anh gấp 3, anh qua không? Bao nhiêu? Gấp 3. Vậy 30 đi. Ừ. 300 tôi cũng không đi nữa. Tôi nói cho chị biết, đối với bác Mỹ anh bên này á, đối với tôi là ơn là nghĩa, tiền bạc không thể thay thế được. Chị đi về đi. Bây giờ á, ai đi thì đi theo tôi. Đi nhìn đường đi, kênh kênh mặt té lòi bản họng bây giờ á. Chú, còn chú sao? Năm à, con cố gắng lên. Thật sự chú không muốn như vậy. Chú muốn xin nghỉ. Hả? Chú mà cũng muốn qua lò của bà nữa hả? Không phải, còn chú á, nó muốn chú về hưu nghỉ ngơi. Còn sổ sách á thì chú cũng đã hướng dẫn và bàn giao cho con rồi. Chú tin là con làm được mà. Chú xin lỗi. Dạ, nếu mà chú nói vậy thì con đồng ý. Chỉ cần chú hứa với con là đừng bao giờ qua lò của bà làm là được rồi. Họ chỉ cần thợ thôi. Còn chú á, chủ yếu là quản lý sổ sách, thu chi mối mang. Họ đâu có cần chú đâu. Dạ. Trời, hôm nay bà nêm muối hay lố tai đó nhìn chưa? Vừa phải thôi, ăn lúc nào cũng muối. Nè, công việc của con sao rồi? Con làm tốt lắm, bà yên tâm đi. Tuy nói là làm việc á, cũng cần có kinh nghiệm thực tế, nhưng cũng cần có nền tảng kiến thức. Con quay về Mỹ học tiếp đi, học xong á hãy trở về công ty làm. Con coi chị hai con nè, cũng vừa học vừa làm. Ba, con đã quyết tâm rồi, ba đừng có lo cho con. Mà ba có lo á, ba lo cho cháu của ba kìa. Chưa chào đời mà đã theo mẹ đi học đi làm rồi. Ba, mai mốt sau này ra đời nha, nó lộ việc này quá việc kia. Trời, cái đầu tưởng gì nè. Quý, mày nói bậy cái gì vậy? Có đâu bậy. Trời, chị hai có bầu đó. Đốn gì ai? Con có thai rồi sao Nguyệt? Không trả lời tức là đồng ý đó. Ba, con mới về. Nè, con về đúng lúc lắm. Con Nguyệt nó có thai rồi. Em có thai rồi sao? Vậy là anh sắp được làm cha rồi hả? Đúng là chuyện vui nó tới dồn dập. Nguyệt nè, con nghỉ học, nghỉ việc trong công ty luôn, tập trung ở nhà dưỡng thai. Dạ, con nghĩ là không cần đâu ba. Sao không cần? Nghe lời ba, lo dưỡng cái thai đi con. Ba nói đúng đó em. Sức khỏe của em và con vẫn quan trọng hơn. Nhưng mà con sảy thai rồi. Cái gì? Sao lại sảy thai? Dạ. Cứ tưởng là sắp có cháu bé bọc, vậy mà anh. Em xin lỗi, anh đừng có giận em nha. Em có coi anh là chồng không? Em có thai rồi sảy thai, anh đều là người cuối cùng được biết. Cái hôm mà anh bắt đưa em đi khám bệnh, em mới biết mình có thai. Em đã định báo cho anh rồi, nhưng trên đường về em bị đau bụng rồi bị băng huyết. Em trở lại khám thì bị sảy thai. Em không muốn anh buồn cho nên em không nói thôi. Anh bác cứ tưởng là em vẫn có thai cho nên mới nói với Dinh. Dinh mới vừa kể lại cho ba đó. Em xin lỗi anh.
Từ rày về sau có chuyện gì thì phải nói cho anh biết, nghe không? Dạ. Thôi anh đi tắm đi, để em xuống nói dì Bảy dọn cơm cho anh. Thôi, anh mệt không muốn ăn đâu. Bây giờ anh đi tắm rồi ngủ. Tưởng cái lò Mỹ Anh dính chưởng, cái lò mình bán đắt, ai giờ xuất hiện thêm cái lò bên kia nữa. Má ơi, sáng giờ bán được có nhiêu đây? Tía, thưa tía, con mới đi học về. Tía, tía. Về. Con có cái này cho tía nè. Gì hả? Đây nè tía. Trời đất ơi. Chào tía á. Bộ có khùng hả? Nhà mình bán bánh bía, đem bánh bía về làm chi nữa? Không phải, bánh bía này á là của cái lò Nguyệt Nhiên mới mở á. Bạn con nó ăn, nó nói ngon. Ngon y chang như cái lò bánh bía Mỹ Anh luôn á. Thiệt không? Thiệt, tía ăn thử đi. Trộm vậy tía? Để ta thấy mình ăn bánh lò khác, ai mua bánh lò mình nữa. Tía này, tía đang ở trong nhà mà, ai thấy? Tía quên. Ngon thiệt con ơi. Đó, con nói rồi mà. Tiêu, lò Mỹ Anh tía đấu còn không lợi, nay thêm lò này nữa chắc dẹp thì mua con ơi, chịu không nổi. Bánh cái lò bên kia mới mở mà đông lắm, chú nghe nói á bánh lò của họ ngon lắm. Vậy thôi chú nằm mua bệnh làm đi. Anh sao con nói vậy? Trời ơi, thì giờ ta mới mở, khách người ta đông, ta cần người về làm, người ta trả lương cao cho chú Năm đó, chú tranh thủ chú qua bệnh chú làm đi, chứ cái lò mình không có trụ được bao lâu đâu chú ơi. Không có nói giọng đó nghe. Còn có giận chú đâu. Chú đã nói là khi nào lò đóng cửa chú mới đi. Thì giờ con sắp đóng được còn gì nữa. Sắp đóng nhưng chưa đóng. Anh Nam, anh nói gì vậy? Đã nói là không có được đóng mà. Trời ơi, chứ giờ tiệm không có làm được, mình phá ra cho người ta thuê hoặc là bán luôn cho rồi, chứ giữ làm gì. Nếu như mà muốn kéo khách về, trừ khi mình làm cái gì đó mới lạ mà khách họ không thể mua được ở mấy cái lò kia. Bánh bía thì bánh nào cũng như bánh nào, mới chứ chẳng lạ. Trừ khi là mình làm cái gì đó nó lạ thiệt là lạ, như mình thấy cái nhân đó bằng cái loại giống như là kem, nó có nhiều mùi khác nhau nhưng mà đại loại cũng giống như kem vậy. Ý em cũng giống vậy á. Nếu như mà có nhiều sự lựa chọn thì khách hàng người ta sẽ thích hơn. Làm nhân khác thì được rồi đó, nhưng mà liều lượng thì phải vừa phải thì bánh nó mới ngon, mới mềm được. Nếu vậy thì mình cứ làm nhiều mẻ và liều lượng khác nhau. Cái nào ngon thì mình giữ lấy và theo công thức đó mình làm bán nha chú. Hay à. Nhân có thể mình làm nhân khoai môn, nhân dừa, nhân hạt sen. Rất nhiều loại, chỉ cần kết chính với nhau là thành nhân, đúng không? Dạ, nếu vậy thì bây giờ mình bắt đầu luôn đi chú. Bây giờ mình bắt đầu mình làm bằng nhân khoai môn, nhân dừa, nhân hạt sen. Vậy để con chạy ra chợ mua nha. Con đi đi. Dạ. Để chú đi làm bộ. Dạ dạ. Dạ, chú đi đi. Ủa, anh. Anh đi làm với chú Năm đi. Gì? Anh đi nữa hả? Anh phải phụ đi làm bột đi. Đi đi, chứ đứng đây làm gì. Thôi, đừng cắt bánh mời anh ăn nữa. Mấy ngày hôm nay ăn hoài ngán lắm. Ai mời anh? Em mời khách thôi. Chị Ba. Chị Ba đi chợ hả? Chị nghe bà nội em bệnh, giờ bà khỏe chưa? Dạ em cảm ơn chị, bà nội em cũng khỏe rồi. Mà chị đợi em chút xíu. Dạ. Chị Ba, lò bánh em mới ra mấy loại bánh mới, em mời chị ăn thử nha. Thôi chị không ăn đâu. Sao vậy chị? Chị nói thiệt em đừng giận nha.
Bây giờ người ta nói lò bánh của nhà em á ham lời, trộn ba cái nguyên liệu không có rõ nguồn gốc vô, ăn hoài sẽ bị ung thư chết. Ai ai mà động thất nhân ác đức gì chứ? Tự nhiên bộ người ta mua toàn là nguyên liệu mới không à? Bộ khùng hay sao? Nếu mua nguyên liệu cũ về làm cho bệnh ung thư, đồ gì kỳ cục vậy? Thôi, tôi đâu có biết, thì người ta nói chứ tôi đâu có nói đâu. Bà mới vừa nói thất thì nè. Thôi, ông làm gì dữ vậy? Làm dữ gì? Thôi mà. Dạ không có, bánh nhà em chất lượng lắm, chị cứ dùng thử đi, em cam đoan là không có sao hết đó chị. Thiệt không đó? Chị còn biết bao nhiêu công việc, không có rảnh mà vô bệnh viện đâu nha em. Không có nè, đâu chị. Ăn đi, có gì đâu. Mà nếu có lỡ vô bệnh viện thiệt thì ở ngoài em làm việc giúp cho. Thằng này chưa gì mà rù tao hả? Ảnh giỡn đó, tại ảnh ăn nói không có khéo thôi. Ăn thử đi có chết chị không? Ăn thử đi. Chú Năm. Ăn thử miếng đi, coi có chết không? Dạ. Làm chị ghê. Ba cứ ăn thử miếng đi. Đó, bánh ngày nào cũng là bánh mới hết trơn á. Ngày nào em cũng ăn hai ba cái không à. Có bị gì đâu. Cái nhân này ăn ngon nè. Lạ đỡ ngán. Dạ. Vậy mua đi. Là em đang khuyến mãi cho mọi người mua, chị bán giá gốc thôi chứ không có lấy lời đâu chị. Chị ủng hộ em nha, nha. Thôi chị có đi đám tiệc gì đâu mà ủng hộ. Vậy chị mua về cho mấy em ăn cũng được mà chị. Bánh để được tới 10 ngày lận. Đúng ra chị cũng muốn mua ủng hộ em, nhưng mà nhìn cái mặt ông đó thấy ghét quá, chị không mua. Chị Ba. Trời ơi. Ta nói rồi, nhìn cái mặt bà này là biết cái kẹo trển rồi. Kẹo lắm, dễ gì mà mua. Mua. Phải đốt phòng lông cho xả xui mới được. Đốt liền không đợi lâu đâu mày ơi. Đốt bà để mày được, đốt vào cho bà cháy luôn. Quá trời xui. Vậy cũng mày đặt mua bánh. Bực mình. Ăn thử mà không mua cũng như không. Còn thấy đóng cửa về ngủ đi cho nó khỏe. Ở đây người qua lại không nhiều, trừ khi người có nhu cầu mua mới tới mua thôi. À anh, hay là mình ra chợ đi, ở đó đông người, ở đó mình mời người ta mua, với lại mình cho người ta địa chỉ người ta tới mua. Trời, đừng nói đem hết bánh bía ra chợ, mời từng người ở ngoài đó ăn nha. Thì hồi đó em làm trong siêu thị, những nhãn hàng mới người ta cũng làm vậy mà. Ủa, hồi đó em có đi làm siêu thị rồi hả? Dạ không, là em đi siêu thị á. Có lần em đi theo gia đình, em thấy người ta làm vậy á. Hay là sáng mai mình ra chợ sớm nha anh. Thôi, tự nhiên cái trường mặt ra chợ, mời mọc từng người một, cái người ta không ăn, rồi người ta không mua nữa, quê chết luôn, giống bà ba nãy đó. Phải quê không? Chợ có biết bao nhiêu người, biết đâu người ta mua thì sao? Mình cứ đem theo sẵn một lượng bánh, ai có nhu cầu á thì người ta mua tại chỗ luôn. Anh không đi á thì em đi. Chú Năm. Hả? Bây giờ mình làm thêm bánh đi, để ngày mai con đem ra chợ bán. Thôi được rồi, để chú vô làm liền. Dạ, để con phụ với chú. Mười bốn, 16 rồi đó. Chị Út Đẹp. 18. Hả? Cái phim của chị thì sao chị không coi? Chị ngồi chị làm nhảm gì vậy? Mai chiếu lại lo gì. Em rảnh không? Qua phụ vợ mày coi. Thôi, không rảnh làm ba cái chuyện dư hơi. Con Dương nó cũng vì lò bánh thôi. Em là chồng mà không giúp nó một tay, ở đó mà còn nói xiên nó sỏ nữa. Chị nói hay quá. Vậy mai chị ra chợ chị bán dạo phụ Dương đi. Đâu được, chị còn phải ở nhà chăm sóc bà nội nữa chứ. Ủa, bộ em chăm sóc không được hay sao vậy? Chị cứ đi bán đi. Gì? Em chăm sóc bản thân mày còn không xong nữa, ở đó mà chăm sóc bà nội. Ê, với lại đâu được, chị đẹp gì mà đi bán dạo hả? Ta lo nhìn chị không ai mua bánh rồi ế thì sao? Chị đẹp thì càng phải đi bán đi, tao mua chứ. Mà hồi nãy chị nói hay lắm mà. Nói gì? Chị nói chị phụ này nọ, giờ sao nghe ra chợ bán cái chị từ chối. Em là chồng con Dương, em phải phụ nó mới đúng. Còn chị chỉ chuyên việc nhà thôi, đi bán đâu phải nhiệm vụ của tôi đâu. Thôi mà, hai người đừng có cãi nữa. Ngày mai em đi bán một mình được mà. Trời ơi, cái rổ bánh lớn như vậy sao em chảo được? Em kêu xe ôm, có gì đâu. Bởi vậy, có chồng để ngắm thôi, cho nên mới đi xe ôm đó. Mà phải cực khổ vì bản thân mình đâu, mà vì
nhà chồng mới ghê chứ. Bực mình đi ngủ á, không có ai kêu réo làm phiền nha. Suốt ngày ngủ ngủ như gà, ai thèm kêu mày làm gì? Cái thằng khó ưa. Thôi kệ ảnh đi mà. Lẹ lên đây chị Út đẹp. Trời ơi Dương, có sao không em? Có sao không? Em không sao chị. Ngồi lên để chị lượm cho. Sao vậy? Sao trăng gì? Nhà đàn ông chết hết rồi, để chị em tôi làm nên mới té đó. Sao không biết kêu ra phụ? Thì mới đầu cũng tính kêu vậy, mà Dương nó nói thôi để cậu ngủ cho nó sâu. Nè, lên ngồi đi em. Để đó chị. Em có sao không vậy? Dạ không, em không sao. Trật chân thôi à. Thôi. Chân cẳng em bị vậy á, sao đi được? Ở nhà đi, để anh đem ra chợ cho. Không có được. Bánh mới làm hôm qua, hôm nay em phải mang ra bán liền, để qua ngày làm mất ngon. Chị ra ngoài đầu đường kêu giùm em chiếc xe Honda ôm. Chị Út. Khỏi, để em chở cho. Vậy mới là đàn ông đó. Để chị vô chị lấy cái thúng với lại cái mâm cho em nha. Cho anh sợi dây coi. Cảm ơn anh nha. Khỏi, không cần cảm ơn đâu. Tại anh sợ cái miệng Út đẹp nên mới làm vậy á. Chứ dễ gì mà bà để yên cho anh. Gì đó? Nói xấu gì tôi đó? Hả? Đâu có. Chị tên Út đẹp mà. Em có nói xấu sao chị vẫn đẹp à? Sao xạo hả? Em, bây giờ anh chạy trước nha. Em chạy theo sau á. Ê, khỏi đi ba. Đi chung một lượt, không có đi riêng. Bỏ em chạy một mình rồi sao xảy gặp đồng bọn sao? Trời, chị làm như em là tù nhân mới được ra trại hay sao mà canh giữ kỹ vậy? Em không phải tội phạm, em chỉ có tiền án thôi. Thôi đi đi. Dạ. Coi chừng đổ đó nha. Chị ơi, ăn thử bánh bía đi chị ơi. À chị, ăn thử bánh bía đi chị. Dạ ngon, chị ăn thử đi. Trời, bánh bía ngon quá. Bánh lò nào vậy chị? Dạ, của lò Mỹ Anh đó chị. Trời ơi, cái lò bánh đó hôm trước người ta ăn nhập viện quá trời luôn đúng không? Dạ, cái đó là sơ suất của lò. Tụi em đã khắc phục rồi. Thôi chị không mua đâu. Chị ăn thử một miếng bánh mía đi chị. Ngon lắm chị, ủng hộ em đi. Đâu. Bé ơi, ăn thử một miếng bánh mía đi con. Cảm ơn cưng nghe. Đã nói rồi, không có hiệu quả đâu mà không chịu nghe. Người ta ăn, người ta cũng khen ngon chứ bộ. Chắc là người ta còn ngại cho nên không dám mua thôi. Mình chịu khó, mình đứng thêm chút xíu nữa. Ý, anh định làm gì vậy hả? Muốn làm thì mình phải làm cho mạnh tay lên. Anh xé ra như vậy rồi làm sao mà bán? Bán cũng chưa chắc có người mua đâu. Đem cho mỗi người trong chợ một cái. Nhưng mà anh tính đem cho hết luôn đó hả? Chứ giờ sao? Bán cũng không ai mua hết á. Để vài ngày cũng hư cũng móc cũng hết hạn à. Bây giờ cho người ta ăn hết, mỗi người một cái cho người ta ăn thử. Để mà bỏ tiền ra mua một cái á, đắn đo suy nghĩ không chịu mua thì cho người ta lấy liền. Không lẽ lấy rồi lại dục cũng phải ăn à. Em xé đi. Anh nói cũng phải. Chỉ còn cách cho thôi. Chứ bây giờ đâu có ai chịu mua. Bà con cô bác ơi, anh chị cô chú ơi, ra nhận bánh khuyến mại đặc biệt. Bánh bía lò Mỹ Anh mới ra lò. Dạ, thơm ngon. Cái này là tặng chứ không có lấy tiền. Ăn ngon rồi mai mốt ghé ủng hộ nha cô. Dạ, khá hay quá. Chị. Dạ, đây. Dạ, em gửi. Nè, cho chị cái bánh bía cứ cầm đi, không lấy tiền đâu. Dạ. Chị cứ ăn thử nha. Dạ. Đó là lò bánh bía Mỹ Anh. Dạ. Cảm ơn. Em trai. Dạ. Nè, thích cái nào lấy đi. Nè. Dạ. À, cảm ơn em nha. Thử đi, chú ngon nhớ kêu ba mẹ mua nha. Dạ chú. Con thuộc lò bánh bía Mỹ Anh á. Dạ, chắc bánh bía là ngon lắm. Dạ, ngon lắm. Dạ.
Xong, hết bánh rồi đó. Nghỉ chút xíu đi rồi mình về ha. Chân của em sao rồi? Không sao. Đâu đưa anh coi coi. Nè, không sao thiệt mà. Trời ơi, cái này chắc em bị bung gân rồi đó. Chút nữa về á, chườm đá đi, chúng thôi là bị sưng tiếp đó. Em biết rồi. Ừ, ngồi nghỉ ngơi đi, anh đi lấy xe nha. Ủa, đâu mất tiêu rồi. Em mất cái gì? Ủa, cái lắc tay của em. Hồi nãy ra chợ vẫn còn mà. Ủa, mà nãy giờ mình chỉ vòng vòng cái khu chợ này thôi, sao mà mất được? Hay là lúc phát bánh bị rớt, có người nào đó người ta lượm của mình? Mà cái lắc đó có mắc tiền không? Không phải vấn đề tiền bạc, mà thôi, đáng lẽ em cũng không nên đeo nó nữa. Mất cũng tốt. Thôi mình về đi. Ờ. Ê. Ê. Chào cháu Đức Tôn của lò bánh mì anh. Chào rồi. Chú em có quên của anh cái hẹn nào không? Có chuyện gì vậy anh? Hả? Hả? Anh bố. Tính rủ Nam đi nhậu hả? Bây giờ nó nghe lời vợ nó, nó tu rồi. Với lại nó phải vô phụ lò bánh của bà nội nó nữa. Nè, anh đừng có rủ rê nó. Bắt công á, vợ nó chửi anh á mà không được gì hết á. Anh bốn, em là người trọng chữ tín mà, anh phải tin tưởng em. Dạ, tại vì vì vợ em cho nên em phải thay đổi thôi. Anh thông cảm cho em nha. Vậy hả? Thôi, về thông em nha. Dạ. Anh đi nha. Dạ. À, anh đi hôm nào anh em mình nhậu ha. À. Tao không ngờ mày cai thuốc được. Mày bỏ anh em hả mày? Tao cai thuốc xong thấy người khỏe hẳn lên mày. Nhìn cuộc đời cũng đẹp hơn. Nhờ vậy mà bây giờ nhiều người trở lại quý mến tao rồi. Tao nghĩ mày cũng nên cai thuốc đi. Mày không cần giảng đạo. Nếu mày chọn vợ với gia đình thì từ nay không làm anh em gì nữa. Ai cần cái dạng anh em như mày. Anh nha, anh đừng có buồn nha. Tại vì anh chưa nghĩ thông suốt mà. Anh thì không sao. Thật sự á, anh chỉ muốn khuyên nó cai nghiện thôi, để làm lại cuộc đời giống như anh vậy nè. Tại vì ảnh chưa có thoát ra được sự quyến rũ của ma túy, cho nên ảnh mới như vậy. Anh phải cố gắng nha, đừng có để bị dụ dỗ rồi tái nghiện đó. Anh biết rồi. Vì em, vì bà nội, anh sẽ cố gắng. Em yên tâm đi. Thôi mình về em ha. Ừ. Đau lắm hả em? Ráng dạ. Chịu khó chút xíu đi. Chị so bóp là nó hết hả? Trời ơi, không có biết gì hết trơn á. Chân người ta bị như vậy, chị càng xoa là nó càng đau đó. Cái này á là mình phải chườm đá nó mới đỡ đau, chị hiểu không? Chị xích ra đi em làm cho. Ừ. Nè. Coi và học hỏi nè. Ừ. Dương. Dạ. Hôm nay em sao đúng không? Sáng giờ anh cứ thấy em buồn buồn không à? Em đâu có gì đâu. Chắc là tại cái chân nó làm em khó chịu thôi. Anh Nam nè, cũng biết sơ cứu bằng đá nữa hả? Trời. Biết sao biết. Hồi xưa anh có học quân sự mà. Ai làm gì anh cũng giờ nên biết hết trơn á. Ờ, nhắc mới nhớ. Phải chi em đừng có bị vướng vô cái vụ này á. Bây giờ em học hết đại học, biết đâu giờ làm ông này ông nọ với người ta rồi. Cho anh bỏ cái chân xuống, anh tâm sự với Út chút xíu ha. Chị Út, chị Út, có những chuyện mình nên cất ở trong lòng. Mình đừng có nói ra. Mà nếu có nói ra thì mình phải lựa đúng lúc đúng chỗ mình nói nha chị Út. Phải nói chứ, phải cảnh tỉnh em chứ. Thôi hai chị em ngồi nói chuyện đi, em vô với bà nội. Đỡ chưa? Dạ đỡ rồi chị. Ê, công nhận hay quá ha, chườm nước đá hay quá ha. Ừ. Chị Út, chú. Hả? Mai chị đi chợ, chị ghé vô tiệm vàng, chị lựa cái lắc nào đẹp đẹp, chị mua cho em cái nha. Chị? Tặng vợ hả? Trời ơi, mấy cái chuyện nó nhỏ nhỏ thôi, bí mật. Trời ơi, không ngờ em cũng tình cảm ghê á. Hồi sáng, Dương điện,
rớt cái lắc mất ở ngoài chợ rồi. Vậy hả? Dương gì lọ bánh của mình, cho nên em phải đợi anh lại. Mày xạo hoài, thương vợ thì mày nói đi, chị còn mừng chứ có gì đâu mà giấu. Không có phải nha, không có phải như chị nghĩ đâu. Mà lạ nha, hồi đó giờ chị đâu có thấy em quan tâm tới ai đâu, mà giờ quan tâm vậy? À, yêu vợ rồi phải không? Không phải. Đừng có qua mắt tôi nha, tôi nhìn là tôi biết em muốn cái gì rồi. Thôi mệt quá, ngày mai mua giùm em. Không nha. Chị không có mua, em tự đi mua mới có ý nghĩa chứ. Mệt quá. Kinh nghiệm hèn chi không có ai. Kệ tao mày. Mày ghẹ tao hoài mày. Thích Dương thiệt sao? Mấy cái cây này lâu ngày không gặp, sâu rồi èo ọt quá trời luôn à. Nè, ngày nào em cũng thấy chị Út đẹp tươi hết mà. Chắc là nó thiếu chất dinh dưỡng đó. Để ngày mai em đi chợ mua phân về tưới. À đúng rồi. Nè, cơm chín rồi đó, anh vô ăn đi. À thôi em vô ăn trước đi, anh tắm cái đã. Nãy giờ bứt mấy cái này đất cát không à, dơ. Vậy tắm xong ra ăn cơm ha. À Sơn. Sao? Giờ mày có nghi ngờ gì không? Không. Cảm ơn mày nha. Mày đã cứu tao một bàn thua trong đây. Tao cứu mày được lần này, nhưng mà không có lần sau đâu. Mày mau kiếm tiền là trả cho ông Bụt đi. Nếu không, ông kéo tới nhà mày thiệt đó. Tao biết rồi. Mà nãy tao có điện thoại, tao xin ông cho tao khất lại rồi. Giờ lỗ bánh của mày sắp tiêu rồi, tiền đâu trả cho ông? Mày muốn đi buôn bán với tao không? Thôi, để tao tìm cách khác. Có gì tao sẽ liên lạc với mày sao nha. Bánh mới ra lò hôm nay luôn đó anh. Lò em để giá ưu đãi để cho mọi người dùng thử. Có 40.000 thôi. Tôi lấy một cây cho tôi gửi tiền nha. Nè cô. Dạ em cảm ơn anh. Rồi. Ăn ngon nhớ ghé ủng hộ em nha. Rồi. Dạ. Wow! Cuối cùng cũng có một người khách mua rồi. Nhờ mình đi phát cho bánh ngoài chợ người ta ăn đó, nên người ta biết đúng không? Con thấy một phần lớn là nhờ chú đó. Nhờ tao sao? Nhờ chú ngồi im đây, chú không ra đó. Chú ra là giống cái bà hôm trước rồi, là không có mua cây nào luôn á. Mà cũng tức thiệt ta.
Con thấy cách của con cũng hiệu quả lắm mà. Mà nguyên ngày nay bán được có một cây bánh à. Thì từ từ. Từ từ chứ đâu mà nhanh vậy anh. Lò mình chủ yếu là tiêu thụ nhiều nhất cho các món sỉ, chứ còn bán lẻ chỉ chiếm phần nhỏ thôi. Hay là bây giờ mình tìm lại mấy mối sỉ đó, thuyết phục người ta lấy lại bánh của lò mình đi chú. Nghe đâu á, họ chuyển qua lấy bánh lò bên kia hết rồi. Không biết họ có chịu trở về hay không. Chú biết địa chỉ của người ta không? Chú cho con đi, con tự tới để nói chuyện với họ. Chú chỉ biết mấy cái mối gần đây thôi. Còn mấy cái mối xa, mối tỉnh hồi trước chú Tiến, chú quản lý chú mới biết. Chú đâu có biết. À, anh Nam, hay bây giờ mình tới nhà chú Tiến xin địa chỉ mấy mối cũ đi. Ờ, vậy cũng được. Nhưng mà để anh đi cho. Em ở nhà đi, chứ chừng cẳng như vậy đi đâu. Em đi được mà. Em càng đi là nó càng sưng đó. Ok anh. À, em sẽ gửi danh sách nhân viên mới cho anh nha. Chị ơi, em đánh máy xong rồi. Các chị có cần em giúp gì nữa không? Thôi để tụi chị làm được rồi. Tới giờ về rồi, em cứ về đi. Vậy em về trước ha. Em về nha. Ờ. Phòng á thì làm không hết việc, mà đưa một người á không biết gì vô, choáng hết cả chỗ. Chỉ khổ á cho ba chị em mình thôi. Người ta là con dâu của chủ tịch, là vợ của tổng giám đốc, mà so cái gì. Nghe nói đâu mới học tới cấp 3 thôi, mà ở phòng của mình nhân viên thường thường, trình độ cũng từ cao đẳng trở lên. Chỉ biết được ba cái kỹ năng vi tính soàn thôi, mà cũng được đưa vô cái phòng nhân sự này nữa. Chán thiệt. Nãy giờ ba đứa mình nói, không biết cổ có nghe không nữa. Có khi nào mấy giấy sếp bảo đuổi mình không? Tại mấy bà hết đó. Mấy bà tám làm chi làm tôi tám theo. Tôi mà mất việc á là coi như tiêu luôn á. Ủa anh Bốn, anh Bốn. Gì mày? Anh đi đâu vô khu này vậy? Đi lấy nợ chứ đâu mày. Trời, vậy là anh cho nguyên cái khu này dây nợ luôn hả? Ờ chứ sao mày. Làm ăn lớn dữ ta. Thôi em đi nha. Ê khoan mày, tiền nợ của mày chắc chắn 5 ngày nữa trả tao không mày? Tao nghe đâu lò bánh nhà mày chuẩn bị phá sản rồi đó. Dạ anh cứ yên tâm, gia đình nhà em còn tiền gửi ngân hàng mà, sẽ trả đủ. Mày có cần tao tới massage cho mày không? Để bà nội mày thấy trả tiền cho tao. Mấy cái vụ đó là nghề của tao, đảm bảo với mày là mày hài lòng liền. Dạ thôi khỏi khỏi, không cần đâu anh. Bà nội em bệnh rồi, em có tiền trả cho anh mà, đúng ngày, yên tâm đi. Mày chắc chắn nha, tao không cho mày thiếu nợ lần hai đâu đó. Trời ơi, em là mối mới nhưng mà uy tín lắm. Rồi ok, tao đi nha. Dạ. Ê, hết hồn chú Tiến. Con mượn tiền của nó hả? Làm gì có, mượn tiền chi. Chú nghe rõ ràng con còn chối nữa hả? Chú nghe hết rồi hả? Vậy chú để bụng đừng nói ai nghe hết nha. Cái thằng đó đó, cho gian lời cắt cổ, tại sao con dính vô nó? Kẹt quá con mượn đỡ, nhưng mà không sao đâu, con xin tiền bà nội trả mà. Bà nội khỏe chưa con? Đỡ rồi chú. Hôm nay con định qua gặp chú nè. Có chuyện gì không? Thôi vô nhà nói chuyện đi. Dạ. Tiếc là chưa có bằng chứng để bắt ông Sáu vào.
Ông đó ông cáo già lắm chú ơi, ông không có để lại bất cứ một dấu vết nào hết á. Nhưng mà tạm thời con nói thiệt á là con tha cho ổng. Bây giờ việc trước mắt á là con phải lo cho Lò Bánh. Ừ. Chú Tiến, chú cho con xin lại mấy cái địa chỉ của mấy cái mối sĩ của Lò mình đi. Con tính liên hệ lại với họ hả? Dạ. Vì cái Lò của mình á chủ yếu là bỏ sĩ, bán lẻ đâu có được bao nhiêu đâu. Đã vậy bây giờ còn gặp tai tiếng nữa, người ta ngại mua lắm. Con đừng có tìm họ nữa, chỉ mất thời gian thôi. Khi biết họ qua lấy bánh của Lò Nguyệt Chiên á, chú đã điện thoại nói chuyện, thậm chí năn nỉ nữa, nhưng họ không có chịu mua. Họ sợ bán bánh của Lò mình á, lỡ có chuyện gì rồi á thì mất công họ mang tiếng. Con cũng biết Lò Bánh bây giờ khó cứu lắm, nhưng mà Dương kìa không có chịu đóng cửa. Dù không muốn nhưng chú cũng phải nói thôi, Lò Bánh của mình không thể nào phục hồi lại như xưa được đâu. Lò mình vừa bị tai tiếng, trong khi Lò Nguyệt Chiên á bán bánh ngon không thua gì Lò mình. Chú khuyên con nên sang lại và tìm công việc khác. Tiệm của mình ngay mặt tiền lộ, muốn sang á thì thiếu gì người sang. Con lấy vốn đó ra chợ á rồi mở một cái gì đó buôn bán. Hôm Lò Bánh mình gặp chuyện á, có cái ông kia ông hỏi chú là có sang Lò Bánh lại không. Ông sang là giá tốt, nghe nói là tính mở quán cà phê gì đó con. Thôi được rồi, hay là chú giúp con đi, chú liên hệ cho con cái người mà muốn xa cái tiệm á. Ờ, tất nhiên là được, nhưng mà nội có chịu không? Trời ơi, bây giờ chú cứ tìm cái người đó cho con đi, còn cái chuyện mà sang hay không sang á là con có cách nha. Vô đi. Ủa anh Bách. Ừ. Tan sở rồi anh Bách chưa về sao? Em ngồi đi. Anh á thì ngày nào cũng 10 giờ đêm mới xong việc mà. Kim Anh có chuyện gì sao? Em uống nước đi. Em sao vậy? Có lẽ em sẽ xin nghỉ việc, em không có hợp với công việc này. Tại sao vậy? Bộ không vui hả? Em chỉ ngồi đánh ba cái hồ sơ thôi, chứ không có làm gì hết. Trình độ em không có mà, họ đâu có yên tâm giao công việc quan trọng cho em. Thôi, em đừng có buồn nữa. Về cái chuyện này anh sẽ nói lại với trưởng phòng. Liệu có được không anh? Bên phòng của em á đang xin chỉ tiêu tuyển thêm nhân viên. Chỉ cần anh không đồng ý, họ làm không hết việc, chắc chắn họ sẽ giao việc cho em thôi. Nhưng mà họ bận rộn như vậy, cũng đâu có thời gian chỉ dẫn cho em. Có anh đây làm chi? Có thời gian mà khi anh mới vô công ty, anh đã làm qua tất cả các bộ phận. Em cứ yên tâm, anh sẽ hỗ trợ cho em. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Anh, em xin lỗi. Có gì đâu mà em xin lỗi chứ. Thiệt ra nhiều lúc em cũng cảm thấy hối tiếc lắm. Nếu như không có sự cố xảy ra với anh Bảo, biết đâu em đã tìm được người chồng tốt nha. Bảo không tốt với em sao? Anh Bảo suốt ngày lo công việc, với lại em vốn không có yêu ảnh. Nguyệt à, nếu mà em không yêu Bảo thì em nên nói rõ sự thật, dứt khoát với Bảo đi. Ngày xưa anh vẫn chờ, bây giờ anh vẫn chờ em mà. Anh Bảo nhất định sẽ không chịu đâu. Nhà anh gia giáo như vậy, sao lại để chuyện ly dị xảy ra để cho người ta bàn tán chứ? Em không sao đâu. Nhưng anh, chỉ cần có anh ở bên cạnh em là đủ rồi. Vô đi. Em hồ sơ vô cho anh Bách ký. Xong việc rồi em xin phép anh Bách em về. Em đi đi.
Em nên chỉnh đốn lại nha. Quyết là chị dâu của em đó. Anh làm gì căng thẳng như vậy? Bộ có tình lý với chị sao? Đừng có nói bậy nghe chưa. Anh chỉ nhắc nhở em như vậy thôi. Chú mà thấy được á, em biết hậu quả ra sao rồi đó. Em cũng biết hiện giờ em đang ghi điểm mà. Ôi, anh đừng có đem phụ huynh ra hù em nữa. Em biết rồi, em chỉ giỡn thôi. Thiếu gì chuyện đi giỡn. Anh cảnh cáo em, không được giỡn với Nguyệt. Ok. Kiếm anh có chuyện gì không? Anh Bách, dự án đấu thầu chú Trung giao cho em rắc rối mệt não quá. Mà không biết thắng không? Đối thủ quá mạnh, lỡ thua thì sao? Rồi mất công em lại mang tiếng là không có năng lực. Ôi, anh nói là ông thay người khác đi, đừng có giao cho em nữa. Vinh à, em phải kiên trì chứ. Cứ tiếp tục đi, anh đã hứa là anh sẽ giúp cho em mà. Trợ lý anh cũng nói khó, thì ai giúp em đây? Nè, bây giờ vậy, em cứ làm như rất là chăm chỉ siêng năng để coi gói thầu. Còn về bản kế hoạch, đích thân anh sẽ làm thay cho em. Tới khi mà em gặp đối tác á, chỉ cần em đem ra và thuyết trình với họ thôi. Ok. Yeah. Vậy là em có thời gian tụ tập rồi. Mấy hôm nay gì đó em mất cả hứng. Thôi bye bye. Nè, chơi cái gì á, kính kính một chút nha. Lộ ra chú mà biết được á là chết đó. Yên tâm. Em đi ra tiệm chút nha chị Út. Em đi hả? Dạ. Cẩn thận nha, chân cẳng đang đau đó nha em. Dạ. Dương, anh nói nghe nè. Hôm nay em ra tiệm bánh mình đi nha. Anh ở nhà với bà nội, chắc anh không ra đâu. Sao em không đi với nó? Thì ra cũng có bán được cái gì đâu. Hôm qua bán được có một cây. Lò mình chủ yếu là bán cho mấy cái mối sỉ. Em lại mấy cái mối sĩ cũ năn nỉ họ lấy bánh lò mình mà không chịu lấy, sợ bị mang tiếng. Cái điều này chắc em nghĩ chắc mình bán lò sang lại cái tiệm lấy một số tiền rồi kiếm nghề khác làm ăn buôn bán. Trời, như vậy không được đâu. Đợi thêm thời gian nữa đi anh. Nếu biết bà nội buồn lắm á. Đúng rồi, bà nội không có chịu bán lò đâu. Thì ráng đợi thêm thời gian nữa coi sao. Chị Út đẹp, vậy hôm nay em không có ra rồi, hay là chị chở Dương ra tiệm giùm em đi, rồi sẵn đi chợ luôn đi. Có em ở nhà với bà nội rồi, lo gì. Vậy cũng được. Đi thôi, chị em mình đi. Đi em. Dạ. Cẩn thận đó. Đi chị Út. Vậy đi đường cẩn thận nha. Biết rồi, bữa nay chắc ăn. Nội, bà nội có chuyện con nói với bà nội cái. Bà nội, hôm nay bà nội thấy trong người sao rồi? Bà nội cũng còn hơi mệt. Ủa, rồi sao con không ra lò bánh sao? Dạ, con vừa mới ra lò về. Bên vệ sinh an toàn thực phẩm vừa mới tới. Người ta gửi biên bản vụ ngộ độc hôm trước nè. Cho nên con phải chạy về đưa cho nội ký đó. Hôm trước ký chưa xong hả con? Dạ xong rồi, nhưng mà bây giờ họ muốn mình ký xác nhận biên bản thêm một lần nữa cho nó chắc. Nè, biên bản nè nội. Đó, nè. Đâu, đưa bà nội coi coi. Dạ thôi, nội đừng có coi. Nội đang mệt, trong đây quá trời chữ, đọc xong rồi nhức đầu mệt thêm. Con đọc kỹ lắm rồi, không có gì hết trơn á, y chang như mấy lần trước à. Bây giờ nội chỉ cần ký một chữ ký duy nhất vào cái trang cuối của bản hợp đồng là xong à. Đây, đó, bên này nè. Mà con đọc kỹ. Tháng này làm cái gì mà xui quá, tới xe đạp điện mà cũng hư. Điện tình. Trời
Trời đất ơi là trời. Ôi trời. Đáng đời cái quân gian ác. Trời ơi, cái gầu mên cơm của tôi. Quân gian ác. Nói vậy đó Phường Tiểu Nhân. Trời ơi, còn cái gì nữa không biết nữa. Nè, cha quỷ kia, hãm hại lò bánh nhà tôi. Tôi nói thiệt nha, đánh người mà không bị công an bắt là tôi đánh ông nhập viện luôn á. Ê, tôi đã nói là tôi không có làm nha. Nếu tôi làm á, công an đã bắt tôi lâu rồi. Có mà, nó mới tin ông á. Tại ông giỏi che đậy thôi. Hơ, không thèm cãi với cái Phường không có lý lẽ. Mệt quá. Làm như tôi khỏe lắm vậy. Sao? Lên tờ dò chú. Cảm ơn. Cảm ơn nha. Ê, cái bà ấy chồng. Cái thằng nó hại lò bánh bà kìa. Ông đừng có xạo. Tôi nói thiệt mà. Thiệt gì mà thiệt. Út ơi Út, đem xe về giùm tao Út ơi. Rồi, tôi biết rồi. Đuổi theo nó, mau. Ê, gì vậy? Đi. Đuổi theo ai? Đuổi theo cái thằng hại lò bánh bà kìa. Trời, tự nhiên phải chở ông vậy. Trời ơi, mập chỉ chậm quá. Chắc tới chiều quá. Nè đi. Trời ơi, đừng có dịnh nhột. Trời ơi, chạy nhanh lên đi. Mà tự nhiên chạy theo đó làm gì? Chạy lẹ theo đó đi. Đang chạy này ba ơi, cái xe nó nặng vậy sao mà chạy nổi. Bà nặng thì xe nào nặng. À bây giờ nó còn xích ra con đường nổi quá hả? Sao mày dám hại tao mày? Cái gì? Mày đừng có làm mặt tỉnh. Nè, nó chính là cái thằng mua bánh mía của lò nhà tôi đó. Bà hỏi nó đi. Ê, phải mày mua bánh mía cũ của ổng rồi mày tráo hàng, mày hãm hại lò nhà tao phải không mày? Trời, hai người đâu nói bậy bạ vậy? Tôi có biết bánh mía bánh bò gì đâu. Nè. Mày nói sao? Mày mua bánh mía của tao rồi bây giờ mày xạo mày nói mày không mua bánh mía tao là sao mày? Hả? Mày có tin không? Tin cái gì? Lại có tin tao bóp họng mày không? Ở đâu vô đây kiếm chuyện rồi đòi quýnh tôi đúng không? Có tin tôi đánh ông rớt ra không? Ê, mày hù tao hả? Hù hả? Tôi thử không coi luôn. Không cho thử. Tin. Cái nào tao tin là tao nói tao tin. Nè, tin là sao? Thấy chưa? Nó có quen ông đâu. Ông gạt tôi hả đồ bắt dịch. Còn xạo ông lần nữa nha. Tôi quýnh không còn cái răng ăn cháo nghe. Gì trời? Giờ ông đi chưa? Ông muốn ông đòi phải không? Nhẹ thôi em trai. Đi. Mày nhớ đó. Mày hại tao phải không? Trời cũng phạt mày thôi. Cái gì? Mày muốn cái gì? Mày hụt tôi hả? Dạ tôi chơi. Thằng anh. Ê, dạ tôi chơi. Cho nó thoáng. Ủa, thằng quỷ này. Nam. Dạ chị. Nãy chị đi nó còn ở nhà mà. Chắc nó đi đâu rồi đó. Thôi được rồi, em ngồi đó đi. Để chị vô chị dọn phòng giùm em nghe không? Dạ, ô thôi. Để em dọn cho. Không có sao chừng đâu. Chừng cắn vậy sao mà dọn. Trời, em nghỉ mệt chút xíu em vô em dọn cho. Không sao đâu, chị làm nhanh lắm, 30 phút là xong hả? Nhưng mà thôi, em cảm ơn chị. Có gì đâu nhỏ này. Ủa Dương, em có chịu dạ. Khóa phòng không? Mở cửa chị vô chị dọn cho. Ủa phòng em đâu có khóa cửa đâu chị. Thằng Nam nó khóa cứng ngắc rồi nè. Em có chịu khóa đó không? Dạ không. Anh Nam á chắc anh giữ rồi. Mệt cái thằng này ghê á. Hả? Sao dạo này nó khóa cửa hoài hả? Muốn dọn phòng cũng không được với nó nữa. Thôi được rồi, ngồi đây đi, chị xuống dọn cơm hai chị em mình ăn. Dạ. Ủa, hôm nay em không ăn cơm ngoài tiệm hả Dương? Chị Út đẹp làm đổ cơm nên em đóng cửa tiệm về nhà ăn nè. Anh đi đâu mới về vậy?
anh tới mấy cái mối cũ của mình đó, năn nỉ người ta lần nữa coi sao, mà không ai chịu hết á. Anh có lại chỗ gì hay hơn, mối sĩ lấy nhiều nhất của lò mình không? Có, anh mới lại tức thì nè. Mà cái kiểu chị không thèm tiếp anh. Anh nghĩ là mình không có trông chờ vô mấy cái mối sĩ này được nữa đâu em à. Gì vậy? Mở ra coi đi. Anh đền cho em cái lắc mà em làm mất hôm trước đó. Không cần đâu. Tôi lấy đi. Không cần. Nè. Gì vậy? Gì mà đưa qua đưa lại vậy? Em mua đền cho Dương cái lắc mà Dương không chịu lấy. Vậy hả? Nó lấy hả? Cho chị đi. Rồi. Vô duyên. Nó chờ thôi chứ ai thèm lấy. À quên nữa, đi vô mở cửa phòng cho chị vô chị dọn dẹp. Đó, 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 đó. Để tự em dọn đi, đừng ai dọn hết. Em vô em nghỉ ngơi chút xíu, tự em dọn sao? Ha. Nè. Cầm đi. Ê, chị mượn coi. Cái này cũng mấy triệu chứ không ít đâu nghe em. Cô bộ nó yêu em rồi đó nha. Chị nói gì vậy? Giữa em với ảnh chỉ là... ảnh chỉ vì bà nội mới cưới em thôi. Không có đâu. Chị thấy nó bắt đầu yêu em thiệt rồi đó. Hồi đó tới giờ nó có quan tâm tới ai đâu, kể cả bà nội nè. Nhiều khi nó cũng không để ý bà vui hay buồn nữa. Vậy mà em mới vừa mất cái lắc là nó mua liền. Chắc chắn là nó yêu em rồi. Nhưng mà nó yêu em cũng có làm sao đâu. Bởi vì sao? Hai đứa bay cũng là vợ chồng. Nếu mà có tình yêu á thì càng lâu bền, rồi sẽ hạnh phúc chứ làm sao. Tía, làm gì mà cứ đi qua đi lại là có mất tập trung quá nè. Thì vô trong phòng học đi. Ai kêu ngồi đây học mà mất tập trung này mất tập trung nữa. Ở đây thoáng, dễ suy nghĩ hơn. Mà tía có chuyện gì hả? Tía đang nghĩ cách để bắt cái thằng mua bánh mà nó vu oan cho tía nè. Cái ông đó đúng là nham hiểm. Ông vừa đổ oan cho lòi mình, vừa hại được lò bánh nhà anh Nam nữa. Thường á, người ta hại một ai đó thì phải có thù oán. Tía có thù oán gì với ổng không tía? Trời ơi, tía mẹ ăn ở hiền lành dễ thương, làm gì có thù oán với ai? Nếu như không có thù oán thì hại nhau trong kinh doanh. Nhưng mà ổng đâu có bán bánh bía đâu, việc gì ổng phải hại cả hai lò như vậy đúng không? Cũng có thể là nó thù oán với cái lò bánh bên kia, tí xui cho nên bị hại theo thôi. Có lý. Trong phim hình sự, nếu muốn điều tra nghi phạm thì phải theo dõi đối phương mới phát hiện ra sơ hở để thu thập bằng chứng. Đó, em coi Trang xéo dầu thấy ghét không? Ủa chị, rồi có lúc thằng đó chối á, ông có hả cự cãi gì không? Sao không? Ông dễ sợ lắm nha. Ông đi lại hả trước mặt thằng đó, ông hỏi sao xong á, ông túm cổ nhỏ vậy nè hả, ông định quýnh nó chứ ai về nó có vỏ, nó bẻ một cái lội tay ông luôn. Đúng rồi, đúng rồi đó, lúc đó ông la cái miệng y chang như em vậy đó. Nhưng mà cái mặt có nhăn giống em không? Cái mặt ông thấy ghét hơn em. Trời ơi trời, đau quá chị, buông ra đi. Quên. Trời hên đó nhà mày, thằng đó hiền á, gặp thằng khác mà ở đâu mà tới nói tào lao hả, nó đục một cái cho phù mỏ luôn á. Công nhận ông Sáu xui ghê á. Phải chứ hồi đó ông cưới chị một cái thôi nha, đụng mấy cái chuyện này á là chị hỗ trợ ông hết mình rồi. Mà chị bạo lực gì đâu thiệt á. Ông Sáu giàu á, ngày thường ông láo láo, cái thấy ghét thiệt. Mặt thấy ghét, mặt kền 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 thiệt. Nhưng mà lần này em thấy ông bị quan á. Quan cái con khỉ á. Ông làm bộ đóng vai hiền thôi, cho em thấy tội nghiệp thôi. Tin ông làm gì? Phải không Dương? Mua bánh nha em. Tôi kiếm thằng Tám có chút chuyện. Mày kiếm thằng Tám chi? Đòi nợ chứ chị. Thằng Tám nó nghỉ trốn đi mất tiêu rồi. Không biết nó đâu không? Ông nội tao không biết nữa.
Sáu ơi. Gì nữa đây? Tôi đã nói là tôi không có hại lộ bánh mấy người mà cứ qua đây mắng chửi tôi hoài là sao? Dạ dạ không phải chú Sáu. Con tính hỏi chú Sáu là cái người hồi nãy là ai vậy chú Sáu? Thằng Bốn, nó đi tìm thằng Tám nó đòi nợ, mà thằng Tám nó nghĩ nó trốn đi đâu mất tiêu rồi. Bổn cho dai hả chú? Trời ơi, chùm cho dai nặng lãi xứ này đó. Dương, em sao vậy? Không được khỏe hả? Sao nãy giờ im re không nói tiếng nào hết vậy? Em không có sao. Anh Nam. Hả? Anh còn nhớ cái người mà dữ hôm mình gặp ở chợ trong lúc mình đi phát bánh á, anh nhớ không? À, anh Bốn hả? Ủa? Em hỏi anh Bốn chi vậy? Anh đó hình như cho vay nặng lãi thì phải á. Em thấy ổng tới lò bánh của chú Sáu vào đó. Trời ơi! Thằng cha đó xuống tới mức đi mượn tiền cho vay hả? Cho đáng đời. Không phải đâu chị, là người làm trong lò bánh của chú Sáu mượn thôi. Trời, làm chị tưởng ổng sắp tiêu tới nơi rồi chứ. Anh Nam. Anh Nam. Hả? Anh thân với anh Bốn mới lắm hả? Trời Nam, em đi quan hệ với cái loại người đó đó hả? Anh em đàn ông con trai gặp nhau lâu lâu uống vài lon bia cho vui thôi hả? Ăn đi. Để tao qua tao rình mày, chừng nào mày lộ sơ hở tao mới thôi. Anh Nam. Em thiệt thất vọng vậy anh. Ông. Anh không có cần phải giấu nữa đâu. Dương, anh xin lỗi em. Anh không có muốn gạt em đâu. Có phải anh không hề cay nghiện, đúng không? Anh chỉ làm bộ thôi. Làm sao em biết được vậy? Ai nói với em? Là thằng Sơn phải không? Không ai nói hết á. Chính biểu hiện khác lạ của anh, đi ngủ sớm, đi ra ngoài thì khóa cửa, lại còn nói láo, đi đến tiệm tạp hóa của dì Hai Hên nữa. Anh thiệt là hết thuốc chữa rồi. Anh Nam, anh vay tiền của anh Bốn mua thuốc đúng không? Hôm ở chợ, anh Sơn anh đã đóng kịch để cứu anh. Dương, anh xin em. Dương, anh xin em. Em đừng có nói cho bà nội biết nha. Dương. Bà nội đang bệnh đó. Anh xin em đừng có nói cho bà nội biết. Anh Nam, nếu mà tôi muốn bà nội biết thì tôi đã nói với bà nội từ lâu rồi. Anh Nam, anh đừng có chết nữa mà. Anh Nam. Xe đi, anh chở ra tiệm. Không cần. Lên xe đi mà. Tôi đã nói không cần. Em tha lỗi cho anh đi. Anh buông ra đi. Để em không tha lỗi cho anh không buông đâu. Tôi nói buông ra. Dương, anh đã xin lỗi rồi em còn giận anh sao? Giữa tôi và anh chỉ là quan hệ hợp đồng, tôi không có lý do gì giận anh hết. Bây giờ anh khác trước rồi, anh biết lo làm bánh. Em cho anh cơ hội đi. Dù anh biết lo làm ăn đi nữa, anh cũng không bỏ được ma túy. Nếu như muốn mình trở lại làm bạn thì anh đi cai nghiện đi. Em không bị nghiện ma túy, em không hiểu được đâu. Cảm giác khi mà lên cơn, nó đau đớn khó chịu tới cỡ nào. Nhưng vẫn có nhiều người làm được mà.
chỉ là anh không quyết tâm thôi. Em nói sao cũng được, nhưng mà lên xe đi, anh chở ra tiệm. Mặc kệ tôi, không cần phải đóng kịch để lấy lòng tôi. Tôi vì bà nội nên mới không vạch mặt anh. Anh yên tâm hạ màn giùm đi, đừng làm tôi ghét anh thêm nữa. Đúng ra tính đóng kịch, làm bộ thay đổi để thân thiện với em, nhưng rồi anh phát hiện ra anh quan tâm em là thật lòng. Bởi vì anh yêu em. Anh là một thằng nghiện, nhưng mà anh thật lòng yêu em đó. Anh sẽ vì em mà cố gắng thay đổi, chăm lo cho gia đình. Những việc anh nói sẽ không bao giờ thực hiện được nếu như anh còn dính vào ma túy. Nếu như anh nói yêu tôi thì đi cai nghiện đi. Sao hả? Anh nói yêu tôi mà không vì tôi đi cai nghiện được hả? Vậy thì đừng có bám theo tôi nữa. Chúng mình cứ giữ khoảng cách như trong bản hợp đồng đi, để tôi không cần phải ghét anh thêm nữa. Dương à, Dương Dạ con nghe rồi chú Tiến. Nam ơi, chú Lộc muốn gặp con để thương lượng đó. Dạ, ở đâu vậy chú? Con ghé quán cà phê hôm qua nghe. Dạ con tới liền. Tới rồi kìa. Chú ngồi đi con. Ngồi đó đi. Sao được cậu Nam, có chữ ký của bà nội cậu chưa hả? Ở trong này hết rồi, chú coi đi. Bà nội chịu bán lò rồi hả? Dễ gì chịu, con gạt, nói là phải ký vô cái biên bản mà vụ ngộ độc hôm trước mới chịu ký đó. Được rồi, tôi sẽ lo mọi thủ tục còn lại cho cậu. Tiền nè, cậu đếm lại có đủ chưa? Cậu đếm đi. Đủ làm ăn uy tín mà, kiểm tra chị nữa chú. Thôi con đi nha. Con đi cho chú. Em không bị nghiện ma túy, em không hiểu được đâu. Cảm giác khi mà lên cơn, nó đau đớn khó chịu tới cỡ nào. Nhưng vẫn có nhiều người làm được mà, chỉ là anh không quyết tâm thôi. Sao hả? Anh nói yêu tôi mà không vì tôi đi cai nghiện được hả? Vậy thì đừng có bám theo tôi nữa. Chúng mình cứ giữ khoảng cách như trong bản hợp đồng đi, để tôi không cần phải ghét anh thêm nữa. Không.
Dương. Dạ. Sao, bán được không anh? Được, sáng giờ bán được lắm đó. Có mấy người ta mua rồi, thấy ngon, người ta quay trở lại mua nữa. À vậy hả? Từ sáng giờ bán được 5 cây rồi đó. Bán được 5 cây rồi. Ủa, qua chở Dương đi đó hả? Dạ. Em với anh Dương tính đi tới mấy cái mối sĩ khác thuyết phục họ còn sao. Với lại bây giờ có bà Hai Hên lấy bánh mình là cũng mừng rồi. Mình để lại giá gốc, thế nào họ cũng chịu thôi anh à. Tuy là bây giờ bán chưa có lời, nhưng cũng ráng cố gắng khôi phục lại niềm tin của khách hàng. Đúng rồi, em nghĩ với cái đà này á hả, thế nào khách cũng trở về với mình thôi. Cho cái lò Nguyệt Viên đó hả, biết tay lò mình. Nhìn cái bà đó mặt khó ưa, vừa ốm vừa thấy ghét. Nè, cái ngày đó chờ dài cổ ra con có đâu ha. Ở đâu tự nhiên xuất hiện như ma vậy? Nè 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 nè, ai cho bà qua tiệm tôi vậy hả? Ở đây không có bán gì cho bà hết trơn hết trọi nghe. À, ở đây không có qua ngân. Đúng không? Thế cười quá à. Tại sao á tôi không có quyền đến tiệm của tôi? Cái gì? Bà bị điên rồi. Tiệm nào tiệm của bà? Nè, có cần tôi dẫn bà đi bệnh viện khám tâm thần không hả? Biết chữ không? Tự đọc đi ha. Đọc đọc chứ làm gì thấy ghê vậy. Được rồi, đưa đây, không thấy đường rồi còn. Này là hùng nè. Gì vậy, giết chị chồng? Tự nhiên cái người bán lò và cái người sang tiệm là ông Lê Bá Lộc. Là sao? Xin lỗi nha, cái tiệm này là cái tiệm của bà nội Mỹ Anh. Ông Lộc ở đâu ra vậy? Ông Lộc là ông nào? Lộc nào? Đây, ông Lộc. Đây, ông Lộc đây. Cái này á là tôi mới vừa sang cho chị Nga nè. Còn đây á mới là giấy bán lò đã sang tiệm cho bà Mỹ Anh, bà ký rõ ràng nè. Đọc đi cho nội. Đó, đọc cho kỹ, đọc đi. Dòm kỹ nha. Coi. Tôi đang coi mà, đưa đây. Coi ai khùng. Đúng là chữ ký của bác Mỹ Anh rồi. Ủa, gì kỳ vậy? Nội bệnh nằm trên giường miết cả ngày, cái này ai mà ký đây? Vô lý lắm. Dù cho bác Mỹ Anh không có bị bệnh á, bác cũng không bao giờ ký. Vì cái lò này là sinh mệnh của bác mà. Nhất định là anh Nam giở trò rồi. Cái gì? Thằng Nam. Đúng là thằng giỏi đánh mặt. Nó dám lừa bác Mỹ Anh để sang cái tiệm là sao chứ? Trời thôi, ơi thôi, là thôi, trời. Thôi thôi thôi, sùm quá. Chuyện nhà của mấy người tự giải quyết đi. Tiền á thì cậu Nam mới vừa nhận. Bây giờ á tiệm này là của tôi. Làm ơn đi 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 đi, dọn ngay đi và liệt đi. Đưa anh. Thôi đưa đi. Anh Bốn ơi. Vậy mày trả tiền chứ gì? Mày cũng đúng hẹn quá ha. Đã nói rồi mà, mối mới chứ uy tín lắm. Muốn lấy tiền mới hay tiền cũ? Tiền nào cũng được hết mày. Đưa lại đi. Tiền chẳng hay tiền lẻ? Chẳng lẽ cho tao cũng lấy hết mày. Để tôi đếm coi. Đủ rồi nha. Đố tôi gạch tên mày nè, mày coi đi. Tôi gạch rồi nha. Vậy là xong ha. Rồi, cảm ơn. Mày một á, mày mà có cần tiền cứ qua gặp anh. Dạ dạ dạ. Đi nha. Dạ dạ dạ. Mà chỉ gọi cả chục cuộc nó không bắt máy rồi về tắt máy luôn rồi. Cái thằng quỷ này hết nói nổi rồi mà. Chị Út, chị nhớ là đừng có nói cho bà nội biết đó nha. Chị biết rồi, nói ra chẳng khác nào giết bà. Ê, ai vậy chị? Anh Nam hả? Bà ba, làm tưởng nó mừng hụt. Alo. Dạ, em nghe chị ba. Út đẹp hả? Dạ. Mau tới bệnh viện đi, thằng Nam bị đánh á. Người ta đưa vô bệnh viện đây nè. Trời, cái gì?
Anh Nam. Kìa Nam, anh có sao không? Em không sao hết. Bây giờ em có chuyện gấp, em phải đi rồi. Đi đâu? Anh đi đâu vậy hả? Xem lại đánh anh. Anh thôi. Anh thì là quá đáng. Tại sao anh dám gạt bà nội bán lẩu bánh hả? Thì bây giờ lẩu bánh không có khách, ai mua được giá thì bán. Bán lấy tiền cho em mở tiệm tạp hóa còn muốn gì nữa? Chứ không phải anh thiếu tiền tụi cho vay, cho nên là anh mới bán lẩu bánh hay sao? Cái gì? Em thiếu tiền bọn cho vay hả Nam? Bao nhiêu vậy? Tiền đó em trả hết rồi. Trả hết rồi giờ còn bao nhiêu? Đem đi chuộc lò bánh mau. Mất sạch rồi, không còn đồng nào hết. Anh cái nói gì? Cái gì? Mấy trăm triệu mà mất sạch là sao? Bị mấy thằng cướp, nó đánh em, nó lấy hết tiền rồi. Trời đất ơi, bây giờ làm sao đi chuộc lò đây hả? Bà nội mà biết em bán lò, bà nội tức chết. Anh có biết là cái ông Lộc, ông đã bán lại lò cho bà nghe không? Bây giờ chuộc cái gì nữa? Coi như là mình mất trắng lò rồi. Em vừa mới nói cái gì? Ông bán cái lò bánh của mình lại cho bà Nga Lò Nguyệt Duyên hả? Nhưng sao? Bà tới lấy lò rồi kìa. Bây giờ tiền đâu mà chuộc đây? Trời ơi, vậy là mấy cái người đã cấu kết với nhau gạt em rồi. Em mà biết trước như vậy, em không có bán đâu. Chị Út Đẹp, chị Út Đẹp. Cái chị gì? Lò. Bà nội còn tiền, còn tiền gửi ngân hàng đó. Bây giờ em về em nói liền. Em nói bà nội lấy hết tiền ra rồi chuộc lại cái lò của mình nha. Mày có điên không? Mày muốn làm bà nội tức chết hả Nam? Giờ mấy cái chuyện đó tính sao đi? Em không biết đâu. Em phải đi rồi. Nam, buông ra. Nam, mấy cái chuyện đó em không biết đâu. Buông ra. Anh Nam. 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 Cái thằng hết thuốc chữa rồi mà. Mấy người lẹ lẹ mang đi bỏ đi. Không ngờ cái lò bánh bía Mỹ Anh mấy chục năm nay rốt cuộc còn thiêu sớm hơn lò mình. Cái lò Nguyệt Duyên đó, nó làm trùm cái vùng bánh bía này. Không hiểu sao họ lại bán lò nữa. Tía nghe nói thằng Nam bán đó, chắc lấy tiền đi hút chích gì đó. Bà Mỹ Anh đúng là vô phước. Tía, anh Nam đã cai nghiện làm lại cuộc đời rồi mà tía. Tao đâu biết đâu, nghe người ta nói vậy. Dạ, cô nghe. Cái gì đây? Giờ á, tiệm này đâu còn có mấy người nữa. Tới đây làm gì? Dạ, con tới đây là muốn thay mặt bà nội chuộc lại cái tiệm. Nè, bà cứ ra giá đi, tụi tôi chuộc lại. Nhiều. Bộ tôi không có tiền hả? Tôi không cho chuộc đó. Nè, bà đó nha, bình thường bà đã không đẹp rồi, mà bây giờ cái bụng bà cũng xấu nữa. Tiệm này là bà thông đồng với ông Lộc, lừa thằng Nam để sang được tiệm. Bây giờ bà không cho chuộc là sao? Bây giờ tôi hỏi bà có cho chuộc không? Bà không cho chuộc là đừng có trách tôi nha. Không cho đó. Bây giờ tiệm này là của tôi, tôi muốn cho chuộc hay không là quyền của tôi. Đi chưa? Hay muốn tôi kêu công an á, bắt cái tội phá rối? Đi chưa? Bà đấy, nói gì? Sao? Bà chị đi sao? Đi. Chị hả khách bà đó. Sao bà? Thôi mà chị Út Đẹp. Trời, dạ con xin lỗi cô. Tại chị Út chị nóng tánh, chứ chị không có ý gì đâu. Cô nghe đừng có giận nha. Bà nội của con coi cái lò này với cái tiệm này như là sinh mệnh vậy. Bây giờ bà bệnh rồi, bà mà biết lò và tiệm bán cho người khác chắc bà buồn lắm. Cô nghe, cô cho con chuộc lại nha. Bao nhiêu con cũng ráng con trả đủ cho cô. Cái con này, bộ mày không hiểu được tiếng Việt hả? Trời ơi, tao không cho chuộc. Đi về chưa? Đi. Về. Chị... đi về Dương. Nhưng mà đứng đàn chi nghe bà chửi. Bà đã toan tính rồi, dễ gì bà cho mình chuộc. Bà tính loại tụi tôi để bà làm bá chủ bánh bía vùng này đúng không? Kể ra cũng không đến nỗi ngu ha. Ê, bà nói ai ngu đó? Tôi nói bà ngu á. Thôi mình đi về đi chị Út Đẹp. Tức quá đi à. Em không cản hả? Không cản thì sao? Tức hả? Đi về. Anh Toàn. Dịu không em? Lát nữa anh chở cái tấm biển này về nhà em nha. À. Hết bao nhiêu tiền em gửi lại cho anh. Ờ, được rồi. Nhanh lên. Đây đây đây, em vô kia kìa. Để sát vô. Mày còn mò về đây làm chi nữa? Thì về chuộc lại cái lọ. Chuộc cái con khỉ.
Mày có biết là bà đó bảo muốn làm bá chủ bánh biết của vùng này, dễ gì bà cho mày chuột. Thiệt vậy hả? Bây giờ mình phải làm sao chị Út đẹp? Anh đừng có đóng kịch nữa. Chuột được hay không đâu có ảnh hưởng gì tới anh. Đời anh chỉ cần ma túy là đủ rồi. Thôi mày đi khỏi cái nhà này đi, khỏi về đây nữa. Đi đi, đi nhanh. Nếu không mai mốt mày dám gạt bà nội bán luôn cái nhà này đó. Đi đi, đi đi. Kệ ảnh đi chị. Có chuyện gì mà mấy đứa ôm sùm vậy? Dạ có gì đâu nội. Sao nội ra đây vậy? Nội ơi, cái bảng hiệu lò bánh sao nó ở đây? Làm gì nè nội. Tự vì tụi con thay bảng mới á, cho nên là đem cái này về cất. Vậy thôi. Dạ. Tấm bảng này nó có cũ đâu mà thay. Mấy đứa nói cho bà nội nghe coi có chuyện gì. Dạ nó dạ. Út đẹp. Dạ. Dạ nó không có chuyện gì, không có chuyện gì hết. Dạ. Dương. Dạ. Nói cho nội nghe có chuyện gì. Dạ tụi con thay bảng mới thiệt. Dạ. Con tưởng bà nội không còn minh mẫn nữa hả? Nam, nói cho bà nội nghe coi có chuyện gì. Dạ con xin lỗi bà nội nhiều lắm. Lò bánh là mang không được tên con bán rồi. Anh, con nói cái gì? Con bán. Bà nội em tránh ra đi, em giết nội rồi kìa. Thằng trời đánh chị vừa bụng mày. Thôi chưa mà. Bà nội mà có mệnh hệ nào tao không để yên cho chị mày ơi. Đâu thôi mà, chị ngồi xuống đây đi. Bác sĩ, bà nội của tôi sao rồi bác sĩ? Dạ bà bị sốc dẫn đến đột quỵ, tuy cứu được tính mạng nhưng ảnh hưởng đến dây thần kinh, bị tê liệt nửa người. Bác sĩ ơi, vậy là từ đây về sau bà nội tôi phải nằm một chỗ hả bác sĩ? Trước mắt là vậy. Gia đình hãy cố gắng tập vật lý trị liệu cho bà, nhưng khả năng hồi phục là không cao, vì sức khỏe của bà rất yếu. Người nhà có thể vào thăm bà được rồi. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Mày đi đâu? Định vô cho bà nội tức chết hả? Mày đi đi. Thôi mà chị. Đi đi. Thôi mà. Sao con lại về đây? Con trốn trại về. Trời ơi, sao con lại trốn trại? Ngồi xuống đây. Nè. Kìa, Nam. Con phải ráng cai nghiện để con mới làm lại cuộc đời được chứ. Nam, em trốn trại là không có được đâu. Nội ơi, nội điện thoại kêu người của trại tới rước nó về đi. Thôi mà, nội, con xin nội đó. Nội đừng có đưa con vô trại trở lại. Trong đó con đau đớn lắm, con khó chịu lắm nội.
em phải ráng chịu đựng chứ, trong đó em mới cai nghiện được. Nhưng mà em chịu không có nổi. Chịu không nổi cũng phải chịu nữa. Ây, trời ơi. Con à, con phải quyết tâm lên. Nghe lời bà nội đi con, trở vô trại đi con. Nghe lời bà nội đi cưng, ráng đi. Em còn phải lo cho bà nội lúc tuổi già nữa. Bây giờ vậy, để chị điện cho người của trại tới đây đưa em về nha. Không, chị với bà nội mà đưa em vô trại nữa em đập đầu em chết liền luôn đó. Nam à, Nam. Trời ơi, cái thằng này. Sao vậy Nam? Bộ con điên rồi hả? Em điên rồi hả? Em đập đầu rồi chết rồi sao? Trời ơi. Ngồi xuống. Ngồi đây. Cái trời thằng ơi, này máu chảy rồi kìa. Trời ơi Nam ơi, con không có được làm chuyện dại dột như vậy. Bà nội chỉ có một mình con thôi. Bà nội ơi, con có bỏ được ma túy. Trời ơi, nội đừng có ép con. Ê, thôi được rồi, nếu con không muốn á thì con ở nhà với bà nội. Con đừng có đập đầu nữa, nội đau lòng lắm. Nội, nó ở nhà làm sao nó cai nghiện được. Vậy chứ bây giờ mày muốn sao? Bắt em nó vô trọng rồi nó làm liều rồi sao? Thà nó nghiện còn hơn là để nó chết. Nó chết rồi bà sống với ai? Trời ơi. Con trả lại tiền cho bà nội đi. Trời ơi, con cứ đi không chết hoài vậy. Con đang nghỉ nổi đó nội. Trời, khổ bà quá con ra đi, con. Con đang nghỉ nổi đó. Con chịu hết nổi rồi. Thôi con đừng uống xì ke nữa. Bỏ ra đi nội. Bỏ ra. Trả cho bà nội. Trả cho bà nội. Thằng kia, trả cho bà nội. Trả tiền lại đi. Mày đang khóc chết đó mày. Anh là trả cho bà nội đi. Anh không biết gì hết á. Buông ra. Trời ơi, cái quân ác nhân thức đứng đầu mà nó dụ dỗ cháu tôi hút chết ma túy vậy trời. Trời ơi con ơi là con đừng có hút chết ma túy nữa con ơi là con. Bà đứng lên đi. Sao giờ nghỉ đi. Sao rồi em? Dạ. Bà tỉnh chưa? Hồi nãy bà nội có tỉnh lại một chút, nhưng chỉ chớp mắt với lại mấp máy miệng, chưa có nói được gì hết. Nè, chị đem cơm tới cho em ăn nè. Ra hành lang ăn đi cho nó nóng cưng. Dạ. Anh Nam, anh có về nhà không chị? Em đừng có nhắc tới thằng quỷ đó nữa được không? Nó không có về. Đi luôn càng tốt. Nó mà về có ngày nó bán luôn cái nhà. Nó đuổi bà nội ra đường ở đó. Hồi nãy em thấy hình như bà mấp máy kêu tên ảnh, mặc dù không có ra tiếng, nhưng nhìn khẩu hình miệng thì em đoán vậy. Bà nội đúng là số khổ mà. Bị nó hại như vậy, không biết sắp tới nó còn phá cái gì nữa đây. Thôi em ăn cơm đi để nó nguội. Dạ. Để chị. Già lại mang bệnh như vậy. Cũng tại cái thằng cháu trời đánh đó. Anh Năm, bây giờ lò dẹp rồi, anh tính làm sao? Con gái tôi nó mở quán ăn ở dưới Cà Mau á. Giờ lò bánh không còn, tôi xuống dưới phụ nó. Vậy hả? Không còn làm bánh nữa, tôi cũng buồn lắm. Biết làm sao bây giờ? Dương à, ráng chăm sóc bà nội nghe con. Dạ.
Chú Năm đi mạnh giỏi. Thôi chú về. Tôi về nghe cô Út. Dạ anh Năm về. Cảm ơn anh Năm nhiều lắm nghe. Có gì đâu. Người thợ cuối cùng cũng bỏ đi luôn rồi. Lò bánh coi như chính thức đóng cửa. Em sẽ không để lò bánh đóng cửa đâu chị. Thôi đi. Cái con mẹ khó ưa đó có cho mình chuột lò đâu. Em năn nỉ chi mắc công bà còn sỉ nhục mình thêm nữa. Lò bánh là tâm huyết của bà nội mà. Không có lò thì mình sẽ tìm chỗ làm bánh khác. Chờ vài bữa nữa bà nội xuất viện trở về nhà, em sẽ tiếp tục duy trì lò bánh. Nhưng bây giờ bà ra như vậy, chị nghĩ số tiền trong ngân hàng á, mình để dành cho bà dưỡng già. Chứ bây giờ mình rút ra rồi mình thuê chỗ làm mới, chị thấy mạo hiểm lắm em à. Em nghĩ không cần phải thuê lò đâu chị. Nhà mình rộng mà, em sẽ làm bánh ở nhà rồi mang ra chợ bán. Vừa có đồng ra đồng vô, vừa không để thương hiệu bánh mì anh bị mất. Ừ. Ngày xưa bà cũng làm bánh ở nhà rồi đem bán ngoài chợ, tích góp lâu năm nên mới được cơ ngơi như ngày hôm nay. Nội phải cố gắng khỏe lại nha. Còn nhất định sẽ không để mất thương hiệu bánh Mỹ Anh đâu.